Chào mừng bạn đến với một trong những nền tảng giải trí đa trò chơi hàng đầu tại Trung Quốc. 7 game tự hào mang đến cho người chơi sự đa dạng với hàng loạt các trò chơi từ những thể loại khác nhau. Với đồ họa tinh tế và công nghệ tiên tiến, bạn sẽ được đắm chìm vào những trải nghiệm sống động nhất, hỗ trợ trên mọi loại nền tảng Android, iOS và H5. Không giống với những nền tảng khác, ở 7 game bạn không cần xác minh danh tính, chỉ cần có Gmail là có thể chiến ngay mọi loại game. Còn chần chờ gì nữa mà không tải để chiến game đi nào. Hello, xin chào mừng toàn thể tất cả anh chị chúng ta đang quay trở lại cùng với livestream chia sẻ của Vũ Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề về giao thông hiện tại đúng anh chị và sẽ cập nhật thêm cho tất cả anh chị nữa, được không ạ? Đó, cứ đợt này thì thực sự là mình cũng hơi nhiều công việc, thời gian mình cũng không có livestream thường xuyên với tất cả anh chị được, nhưng vẫn phấn đấu là một ngày sẽ làm một cái video hoặc là chia sẻ một cái chủ đề nào đó để cho tất cả anh chị chúng ta cùng nhau theo dõi và cùng nhau nhận được cái giá trị tuyệt vời. Và một lần nữa thì Vương Nguyễn xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả anh chị chúng ta và chúc anh chị một buổi tối thật là nhiều năng lượng và thật là vui vẻ. Và ngày hôm nay thì Vương Nguyễn sẽ chia sẻ với anh chị về một chủ đề có tên là cái tình hình giao thông nó rất là tắc nghẽn như tại thời điểm hiện tại.
và chúng ta hãy nói về cái giải pháp thông minh UST, chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán gì và cái cơ hội để chúng ta nắm giữ và chúng ta sở hữu cổ phần của doanh nghiệp tiềm năng UST đó. Và dạo gần đây, ngày hôm qua thì có cái thông tin mới gì thì lát nữa Vui Miễn sẽ cập nhật cho anh chị. Và một cái thông tin này nó sẽ là cái thông tin mà nếu như anh chị là thực sự là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, chỉ cần có thông tin này thôi là anh chị cần phải nhanh chóng, nhanh tay để sở hữu cổ phần và góp vốn cho công nghệ UST đi. Bởi vì rằng là cái việc mà chúng ta đã sang đến tận tới nước Mỹ rồi đó anh chị. Đó, đấy là bật mí một chút thôi. Lý do mà hôm nay Vương Nguyễn nói về cái chủ đề này ấy, thì ngày hôm nay thì nếu như anh chị nào ở tại Hà Nội thì anh chị sẽ nhận thấy một điều rằng là từ sáng giờ đúng không ạ, sáng nay là mưa gió sống. Nó đang mang lại cái sự bứt phá rất là mạnh mẽ. Nó không chỉ đơn giản là ở tại Việt Nam nữa, mà đến bây giờ nó đã sang những cái quốc gia đến tận cả Mỹ rồi. Vậy thì Việt Nam ấy, thì anh chị hình dung là đến cái thời điểm mà ngày càng nhiều xe cộ, ngày càng tắc đường như thế, thì sớm hay muộn nó sẽ có cái giải pháp giao thông này thôi. Và với cái tình hình như thế thì Vui Nguyễn nghĩ rằng là Nó sẽ sớm triển khai tại Việt Nam sớm hơn những cái dự định mà trước đây Vui Nguyễn đã nghĩ tới. Đó, vậy thì anh chị thử tưởng tượng rằng là nếu như có một cái loại hình phương tiện giao thông thông minh, nó đi trên cao.
đều hướng đến những cái gì nó sẽ liên quan đến tốt cho con người đó. Và xã hội này cũng như thế thôi. Anh chị hình dung rằng là chắc chắc chắn với anh chị một điều rằng là bây giờ ấy, riêng VinFast nó đã 100% sản xuất xe điện rồi, tức là nó đã liên quan đến cái môi trường, nó là lối sống xanh rồi anh chị đó. Vậy thì một vài năm nữa khi mà cái con tàu giao thông Unikai mà nó xuất hiện tại Việt Nam, một loại hình phương tiện giao thông không rác thải, không khí thải, không khí carbon, không sử dụng động cơ đốt trong mà sử dụng bằng năng lượng tái tạo, chạy cách mặt đất tầm khoảng 10 cho tới 15 mét, mà nó có thể xây dựng ở tại Việt Nam với cái chi phí rẻ nhất trong tất cả các loại hình vận tải từ trước đến nay và với cái tốc độ di chuyển rất là nhanh nữa, thì nó sẽ là một cái bài toán cực kỳ thông minh, không chỉ đơn giản là dành cho tại Việt Nam mà trên toàn thế giới này người ta đều có thể xây dựng được cái giải pháp này đó. Và anh chị hãy thử tưởng tượng một điều rằng anh chị chúng ta, nếu như anh chị chúng ta có cơ hội để góp vốn cho cái tập đoàn công nghệ giao thông tiềm năng như thế, thì anh chị sẽ thử tưởng tượng rằng là trong tương lai anh chị sẽ trở thành ai, anh chị sẽ trở thành những người như thế nào ạ? Thực sự mình cứ phải chăm chăm rằng là mình phải đi giờ này giờ kia để tránh cái tắc đường đó anh chị. Tại sao chúng ta không được thoải mái, chúng ta có việc chúng ta ra ngoài đúng không anh chị? Hay là chúng ta cần thiết chúng ta ra, hay là giờ nào chúng ta cũng đi được, chứ chúng ta cần phải tranh thủ đúng không chị? Cuộc sống cái gì cũng tranh thủ thì nó cũng sẽ cảm thấy rất là không happy đúng anh chị, không happy. Vậy thì cái giải pháp giao thông của chúng ta, nó là cái giải pháp cho cái vấn đề về đường, nó là về giao thông, về cái sự phát triển nền giao thông của tất cả mọi quốc gia trên toàn thế giới. Và tất cả các quốc gia người ta đi trước chúng ta, đa phần cái nền giao thông của họ thường tiên tiến và hiện đại hơn, và họ đầu tư rất nhiều cho cái vấn đề về giao thông đó. Và sắp tới cái giải pháp giao thông ST của chúng ta ở trên cao như thế, thông minh như thế, thì cực kỳ nhiều nước người ta sẽ bắt đầu triển khai, đặc biệt là với cái chi phí rất là thấp, đất nước nghèo nhất cũng có thể xây dựng và phát triển được cái loại hình phương tiện giao thông này đó. Và nếu như anh chị được đầu tư góp vốn cho tập đoàn công nghệ giao thông Unikai trong cái giai đoạn nó đang, trong cái giai đoạn mà là trước khi nó IPO
đang trong cái quá trình vòng gọi vốn cuối cùng mà anh chị được đầu tư vào, thì nó giống như anh chị, giống như kiểu là cá gặp nước anh chị. Đó, tự dưng giống như kiểu chúng ta đang đi làm kinh tế rất là khó khăn, rất là vất vả, và làm rất là nhiều năm nhưng vẫn chưa có được những cái mức thu nhập, vẫn chưa có được cái sự đột phá về tài chính. Và nhiều khi chúng ta đang bị kiểu chán nản bởi chính cái công việc hiện tại, và chúng ta không biết rằng là cái công việc đấy chúng ta sẽ phải duy trì cho tới bao giờ, cho tới bao lâu nữa. Đó, và đôi khi chúng ta cũng cảm thấy rất là chán nản rồi và chúng ta vẫn chưa biết cách để thoát ra. Thậm chí là có những người chúng ta muốn rằng là thôi cho tôi nghỉ việc luôn cho rồi, nhưng mà không dám nghỉ, bởi vì trên đơn giản là nghỉ thì nó sẽ không tạo ra thu nhập, không tạo ra tiền, và chúng ta lại không có cơ hội để trang trải cuộc sống cho chính bản thân anh chị, đúng không ạ? Đó, vậy thì khi mà chúng ta trong cái suy nghĩ như thế, tự dưng chúng ta lại gặp phải một cái cơ hội để chúng ta được góp vốn đầu tư, một cái cơ hội để giúp anh chị chúng ta gia tăng từ một cái số vốn nhỏ tăng trưởng lên cái tài sản rất là lớn, và từ một cái số vốn nhỏ chúng ta lại có cơ hội được nắm giữ cái tài sản rất giá trị của toàn xã hội, chứ không phải là chỉ của một số người nào đó. Ngày trước thì cái tài sản này nó chỉ dành cho một cái tầng lớp xã hội, một cái tầng lớp đối tượng nào đấy thôi, nhưng đến bây giờ thì sao ạ? Đến bây giờ thì nó gì hết, mà chỉ cần anh chị làm việc cho họ thôi, tạo ra lợi nhuận cho họ thôi, doanh nghiệp họ tự chi trả cổ tức với nhau. Lúc đấy là những cái người mà có được cổ phần của những doanh nghiệp tiềm năng ấy, là tự lo là họ được nhận cổ tức thôi, đúng không ạ? Giống như chúng ta chỉ là những người tiêu dùng thôi, chúng ta chỉ làm giàu cho ông chủ thôi, đúng không ạ? Những cái người mà họ có cổ phần của các doanh nghiệp tiềm năng ấy, họ thuê anh chị, họ thuê chúng ta về làm việc cho họ, họ thuê chúng ta về làm việc cho họ, sau đó thì khi mà doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận, bắt đầu người ta sẽ trích ra một khoản nào đó để người ta chi trả cổ tức cho những người mà nắm giữ và sở hữu cổ phần của những cái doanh nghiệp đó anh chị. Đó, em xin chào anh Bình Nguyễn, xin chào chị Thuận Nguyễn, xin chào anh Nguyễn Văn Đăng, xin chào anh Đăng Nguyễn. Đó, vậy thì cái việc mà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp nó là một cái cơ hội để chúng ta nắm giữ tài sản nhá. Hồi sáng nay có một anh hỏi vui rằng là theo bạn thì tại thời điểm này nên đầu tư vào đâu? Nếu như từ một số vốn nhỏ, phải nói rằng là nếu như từ khoảng chục năm trước, một số vốn nhỏ của anh chị nói chung là chả làm ăn được cái gì luôn ấy. Bởi vì lúc đấy anh chị cũng đâu có được góp vốn vào các doanh nghiệp đâu. Lúc đấy thì chúng ta cũng chả biết phải làm gì, đúng không ạ? Kinh doanh thì không đủ, mà đầu tư thì cũng chỉ biết mua vàng tích lũy ở đấy, nhưng vàng nó chỉ tránh lại lạm phát cho anh chị thôi. Vậy thì bây giờ từ một số vốn nhỏ anh chị được nắm giữ cái tài sản có thể ích lên nhiều chục lần, nhiều trăm lần anh chị, thật sự luôn. Nếu anh chị mua đất, nếu như bảo là tăng trưởng kinh khủng lắm thì 100% đi, coi như 5 năm sau anh chị tăng lên 100% thì nó không đáng bao nhiêu cả. Mua 1 tỷ tăng 100%, tăng 2 tỷ, đúng không anh chị? Đó, nhưng nếu như chị chúng ta nắm giữ cổ phần, bí mật của giới siêu giàu là nắm giữ cổ phần doanh nghiệp tiềm năng, thì anh chị hoàn toàn có thể ích lên vài lần, vài chục lần, vài trăm lần là chuyện hết sức bình thường luôn anh chị.
đó. Cái quan trọng là anh chị chúng ta có dám tìm hiểu về cái lĩnh vực đó và anh chị chúng ta đầu tư đâu. Có, bởi vì đấy là một cái tài sản nhé, đấy là việc nắm giữ tài sản, nó không phải là một trò chơi đâu, nó cũng không phải là một cái cơ hội đầu cơ để làm cho anh chị mất tiền đâu anh chị, mà anh chị sở hữu tài sản thực sự đấy, tài sản thực. Không có cái tâm thế đó là mình đừng cái trong tôi tâm thế, anh chị đừng trong cái tâm thế là làm giàu nhanh. Chưa một ai làm giàu trong cái thời điểm nhanh quá được anh chị. Thật sự luôn, làm giàu nhanh là chỉ là bị mất tiền thôi, chỉ làm cho anh chị chúng ta bị mất rất là nhiều tiền thôi anh chị. Đó, tất cả nếu như chúng ta đã phải định nghĩa rõ về việc đầu tư nhé. Đã không nói về đầu tư thôi, mà đã nói về đầu tư ấy, đầu tư là gì? Đầu tư đó là đúng là một cái khoản đầu tư, nó sẽ liên quan đến một cái khoản đầu tư chúng ta phải để một vài năm, đang gọi là đầu tư mà. Đầu tư chứ không phải là chúng ta mua phát chúng ta bán ngay, mua kha phát bán ngay gọi là đầu cơ rồi anh chị. Đầu cơ thì không bao giờ giúp anh chị giàu được, điều này thực sự luôn, khẳng định một điều 100% như thế. Có một người em vui nghe, họ kể chuyện làm forex mấy năm nay rồi còn chưa kiếm được tiền cơ mà. À, đấy là đầu cơ, ở dạng đầu cơ làm sao có câu chuyện là chơi phát ngắm sau kiếm được tiền ngay. Kiếm được tiền ngay thì kiểu gì một vài ngày sau cũng hết cho sàn thôi, cũng mất hết tiền thôi anh chị. Đó, nhưng nếu anh chị chúng ta có cái tư duy đó là đầu tư thì chúng ta phải xác định là ít nhất từ 3 cho tới 5 năm đã gọi là đầu tư nhé. Thời gian ngắn nhất để chờ đợi.
chúng ta được nắm giữ cái tài sản này và chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian chờ đợi trong cái thương vụ đầu tư này. Mà em vui phải nói rằng là ngày hôm qua khi mà có một cái thông tin này thì mọi người phải sốt sột sột lên anh chị. Thậm chí là cũng nhà đầu tư bên Mỹ cả vui cũng phải sốt sột sột lên rằng là thực sự là đến bây giờ mình cảm thấy quá là mong muốn được sở hữu thêm cổ phần anh chị. Nếu như bây giờ mà anh chị chúng ta không có tư duy chúng ta nắm giữ cổ phần ấy, thì em không biết là anh chị đợi đến bao giờ anh chị mới nắm giữ cổ phần nữa, hay là anh chị đợi đến khi mà công ty IPO rồi anh chị mới bắt đầu lém phém, bắt đầu anh chị chúng ta mới bắt đầu có cái tư duy là rục rịch bắt đầu chúng ta sở hữu cổ phần. Lúc đấy thực sự là quá muộn rồi anh chị, thực sự là quá muộn. Và trong cái giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng, mặc dù giai đoạn cuối cùng nhưng cái giá cổ phần anh chị vẫn đang được sở hữu cái giá nó rất là tiềm năng, nó rất là tuyệt vời để chúng ta có cổ chúng ta nắm giữ cổ phần. Ngày hôm qua anh chị biết không ạ, công nghệ UST sẽ có mặt tại Mỹ. Đây là một cái thông tin được tiết lộ bởi nhà sáng lập ra công nghệ UST của chúng ta, đó chính là ngài Anatoly Zhukin. Và ông ấy nói rằng là ông đang đi công tác ở Hoa Kỳ và cơ quan ngoại giao đã phê duyệt thị thực O-1. Điều này mở ra những cái cơ hội mới để thúc đẩy công nghệ trên lục địa Bắc Mỹ. Và thị thực O-1 là thị thực không di dân dành cho các chuyên gia nổi bật trong lĩnh vực về khoa học, kinh doanh, kỹ thuật và các lĩnh vực khác. Và để có được nó, bạn phải chứng minh được thành tích xuất sắc ở cấp quốc gia hoặc quốc tế. Và người nộp đơn xin thị thực O-1 phải có bằng chứng về sự đóng góp chuyên môn ban đầu cho sự phát triển ngành của họ. Thứ hai đó là các giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế. Thứ ba đó là bằng chứng về quyền tác giả của các nhà báo khoa học hoặc các ấn phẩm lớn khác trong lĩnh vực về chuyên môn, thành viên công đoàn, hiệp hội, tài liệu đã xuất bản về bản thân bạn trên các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp hoặc lớn. Và thị thực O-1 mở ra một cơ hội phát triển khoa học của ngài Anatoly Zhukin tại thị trường Hoa Kỳ và một trong số những nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Và việc cấp giấy phép như vậy cho thấy được sự quan tâm của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đối với các công nghệ tiên tiến và tất nhiên sẽ góp phần vào sự phát triển hơn nữa.
2024 thì tác giả của vận tải dây đã gia nhập các tổ chức trực thuộc ACI đó, và Viện Giao thông và Phát triển, Viện Cơ khí Kỹ thuật, Viện Kỹ thuật Kiến trúc, Viện Bờ biển Đại dương Cảng và Sông và Viện Sinh thái và Tài nguyên nước. Thì hiện tại thì ở Hoa Kỳ thì công việc đang được tiến hành tích cực, mở văn phòng tiếp thị nhằm quảng bá công nghệ UST trên lục địa Bắc Mỹ. Đó, một tràng vỗ tay hay là một comment hay là một cái comment tuyệt vời để dành tặng cho tập đoàn công nghệ Unica của chúng ta đúng không anh chị? Thực sự quá là hot, thông tin này quá là tuyệt vời đấy anh chị ạ. Nó đã bắt đầu gọi là nhen nhóm sang đến tận đất nước Mỹ rồi anh chị ạ. Mà anh chị còn chưa sở hữu cổ phần thì đấy là một cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời làm kinh tế của anh chị. Và đấy là cái sai lầm lớn nhất trong cái công cuộc đầu tư của anh chị. Khi anh chị mua vàng, anh chị mua đất mà anh chị không có Unikai thì sau này anh chị cũng sẽ không bằng những cái người nắm giữ ít nhất cổ phần Unikai. Họ cũng vẫn gọi là người ta vẫn có được một cái tài sản mà ăn đứt mấy bao nhiêu thương vụ đầu tư của anh chị luôn. Thực sự đó, nếu như anh chị có tiền, anh chị hãy biết cách phân bổ ra. Anh chị đừng chỉ tập trung vào mua vàng, đừng chỉ tập trung vào bất động sản. Bởi vì rằng là nếu như anh chị không biết đến tập đoàn công nghệ Unikai, anh chị không biết đến việc nắm giữ cổ phần Unikai, thì đôi khi anh chị có thể mua đất mua vàng, nhưng anh chị đã biết tới Unikai mà anh chị không nắm giữ được khoảng chục triệu đổ lên, thì em nghĩ rằng là cũng vẫn còn thiếu đấy anh chị ạ. Thật sự luôn, nếu như đối với những người mà có tài chính nha, mà anh chị chúng ta không nắm giữ được từ chục triệu cổ phần trở lên là anh chị cũng phải xem lại đấy. Bởi vì thực sự là đến bây giờ nói thật là nếu như chúng ta phân tích ra thì đầu tư vào đây đâu nó tiềm năng nhất, nó có sự tăng trưởng nhất. Không phải là đầu tư đất hay vàng là sẽ ngon hơn đâu. Không phải là cái đầu tư ngon, thương vụ đầu tư ngon ấy, nó là phải là thương vụ mà giúp cho anh chị có thể tăng trưởng cái tài sản của mình, tạo ra cái lợi nhuận lớn cho anh chị. Đấy mới là thương vụ đầu tư ngon. Chứ đầu tư vàng nhưng mà còn không, nó chỉ giúp anh chị tránh lại lạm phát, mà anh chị chỉ cầm nắm trong tay, anh chị bán tiền đi, bán vàng đi là thua tiền về. Nó đâu có tạo ra được cái dòng tiền cho anh chị đâu, đúng không ạ? Nó chẳng qua là anh chị cầm nắm được nó thì anh chị bảo là ngon thôi. Chứ ngon nó đến từ thương vụ đầu tư, ngon nó phải đến từ cái sự tăng trưởng, từ cái lợi nhuận mà tạo ra cho anh chị. Lợi nhuận tạo ra đến từ cái thương vụ đầu tư đó, chứ không phải là thương vụ đấy là anh chị cầm nắm được hay là anh chị nhìn thấy đâu anh chị. Chính vì những cái tài sản số nó lại là càng là một cái tài sản mà giúp anh chị có thể bứt phá về tài chính của mình, bứt phá rất là mạnh mẽ luôn, bứt phá rất là mạnh mẽ. Nếu như bây giờ anh chị sở hữu khoảng 1 triệu cổ phần của Unikai thôi, đó, giá trị thực của nó là 1 đô, anh chị có 1 triệu đô la rồi, tài sản anh chị đã được định giá là 1 triệu đô la rồi. Nhưng bây giờ anh chị bỏ ra đâu có mất 1 triệu đô đâu. Bây giờ 1 triệu cổ phần anh chị mất đâu đó có vài trăm triệu thôi mà. Tùy vào những cái chương trình, như anh chị mất có khoảng vài trăm triệu là anh chị có được 1 triệu cổ phần rồi. Rất là tiềm năng luôn. Thật sự. Đó, để anh chị có 1 triệu đô, nó đến từ chính cái thương vụ đầu tư này. Anh chị phải chấp nhận rằng là anh chị đợi khoảng một vài năm để công ty IPO thì cái số vốn này nó sẽ ích lên nhiều lần cái tài sản cho anh chị. Nhưng khi anh chị có được cái đấy rồi thì nó sẽ ăn đứt mấy chục năm buôn ba kinh doanh, và ăn đứt những cái thương vụ đầu tư khác của anh chị tại thời điểm hiện tại. Đó, cái này em vui phải khẳng định điều này luôn. Bởi vì rằng là rất nhiều các thương vụ đầu tư IPO đã biến cho từ những người bình thường nhất cũng có cơ hội trở thành triệu phú đô la. Ngay cả tập đoàn FPT, một tập đoàn về công nghệ, đúng không anh chị? Đó, của Việt Nam chúng ta, FPT ấy. Đó, của ông Trương Giang, đúng không? FPT là... Tự dưng em quên mất tên rồi, nhưng lại gọi rằng là FPT nó sẽ bao gồm đa phần nó là liên quan đến về công nghệ đúng anh chị, đa phần là liên quan về công nghệ. Vậy thì khi mà những cái nhân viên người ta làm việc cho cái tập đoàn FPT ấy, thì đến khi mà công ty FPT IPO lên sàn, trong cái thời điểm mà họ làm việc cho FPT ấy, anh chị đó, thì bắt đầu là khi mà công ty không có tiền để tặng cho họ, để thưởng Tết cho họ, thì người ta phải nhận bằng cổ phần. Nhiều người không hiểu cổ phần là gì, không thích. Nhưng mà khi mà FPT lên sàn thì đến lễ tân cũng trở thành triệu, đến cả công nhân bảo vệ lái xe cũng trở thành triệu phú, hoặc ngay cả những người bình thường nhất cũng có tiền cho con đi du học mà. Đó, chủ tịch của FPT là ông Trương Gia Bình, đúng rồi, vậy thì em vui nhớ chuẩn đấy anh chị. Đó, FPT là của ông Trương Gia Bình. Vậy thì anh chị biết không ạ, anh chị có cơ hội nắm giữ cổ phần, nó là một cái điều rất tiềm năng, và đặc biệt là những cái doanh nghiệp liên quan đến
lĩnh vực về công nghệ nữa. Và UST chúng ta đang là những cái doanh nghiệp đầu tiên tiên phong trong lĩnh giao thông thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo không người lái. Đó, đấy là một cái điều mà nó khiến anh chị chúng ta không nắm giữ cổ phần không được. Mà đặc biệt thời điểm này nó đã lên lỏi và nhen nhóm sang đến tận Mỹ rồi. Đó. Và chủ tịch của chúng ta được phép là người mà được cấp cái visa O1 của Mỹ rồi. Đấy là một cái thị thực O1 của Mỹ. Và đấy là cái điều mà thực sự không phải ai cũng có thể làm được cái điều đó anh chị nhá. Không phải ai cũng có thể làm được cái điều đấy đâu. Đó, đấy là một cái thông tin, một cái tin tức cực kỳ giá trị dành cho anh chị chúng ta. Hãy xử cổ phần nhanh đi. Nó là một cái bước tiến cực kỳ lớn của tập đoàn chúng ta trong thời gian sắp tới anh chị ạ. Chị đầu tư vào đây đâu, mà bản thân em lại thấy cái giá trị rất tiềm năng của doanh nghiệp này. Mình đã hai lần sang UAE rồi, sắp tới chuyến đi Belarus em sẽ phấn đấu sang bên Belarus lần nữa. Đó, bỏ ra đầu tư gần 100 triệu sang đấy nữa. Nói thật rằng là nó vẫn là một cái khoản đầu tư tiềm năng để mình có thể nhìn nhận được cái sự phát triển của doanh nghiệp, và sau đó thì mình sẽ tiếp tục góp vốn thêm cho doanh nghiệp. Để đối với mình tại thời điểm này, sở hữu nhiều cổ phần, sau này mình có tài sản lớn, nó cũng sẽ là một phần nào đó. Còn ngoài ra mình lại rất là hạnh phúc khi mình được nắm giữ và góp vốn cho doanh nghiệp này. Đó, những cái số vốn của Vui tại thời điểm này góp vốn cho doanh nghiệp Nikkei, thực sự mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Hầu như tháng nào mình cũng đang gom đều đặn rất nhiều cổ phần. Đó, có thể mình sẽ không có nói hoặc là công bố quá nhiều, nhưng tài sản của mình nhỉ, đúng không ạ? Mình đầu tư nhiều, đôi khi mình phải nói tém tém lại thôi anh chị, đúng không ạ? Đó, không sau này anh chị lại cứ săn em sao, đúng không anh chị? Đó, nên cái quan trọng nhất là việc của mình ấy, là mình phải lên cho mình cái mục tiêu. Lên cho mục tiêu. Thậm chí ngày hôm nay họ nhìn anh chị là một người rất bình thường,
Nhưng anh chị đang nắm trong tay 10 triệu cổ phần, 20 triệu cổ phần Lý Cai thì 5 năm sau anh chị không bình thường nữa đâu. Nhìn anh chị bình thường nhưng anh chị lại rất nhiều tiền, anh chị rất giàu có, anh chị rất thành công. Và lúc đấy anh chị sẽ giúp cho chính bản thân của anh chị bứt phá lên. Gia đình, con cái, rồi là nhiều những cái quãng đời về sau của gọi là gia, gọi là một gia tộc giàu có luôn anh chị. Đó. Nên là anh chị hình dung ấy, là anh chị nắm giữ cổ phần thời điểm này, anh chị biết rồi thì phải có ít nhất một vài chục nghìn cổ phần ở đây. Không thì thực sự em vẫn bảo rằng nó sẽ là cái khoản đầu tư lớn nhất trong cuộc đời anh chị. Và anh chị bỏ qua thì anh chị sẽ lỡ mất, mất cái nhịp đấy. Và anh chị phải đợi rất 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 lâu nữa thì may ra anh chị mới biết được những cái cơ hội để anh chị có thể đổi đời. Đó. Nên là anh chị hãy phấn đấu nắm giữ và sở hữu được cổ phần của doanh nghiệp tiềm năng này anh chị nhé. Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Có thể là Vui sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ của mình ở tại đây. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Và chúc cho anh chị chúng ta năm nay rồi, nó là cái năm để chúng ta gom tài sản. Chúc cho anh chị chúng ta sở hữu thật nhiều cổ phần của Nikkei. Sở hữu thật nhiều anh chị nhé. Đó, có 10 triệu thì mục tiêu 20 triệu. Đúng không ạ? Có 500.000 cổ phần thì mục tiêu 1 triệu, có 1 triệu thì mục tiêu 5 triệu, có 5 triệu mục tiêu 10 triệu. Đừng bao giờ dừng lại anh chị, đừng bao giờ dừng lại. Chỉ biết nói một điều rằng là anh chị hãy cứ gom đi. Sau này anh chị sẽ cảm thấy rằng là những cái quyết định của anh chị tại thời điểm này nó sẽ tạo ra được rất là nhiều điều tuyệt vời ở tại sau này anh chị nhé. Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo của Vui Nguyễn. Xin cảm ơn tất cả anh chị. Bye bye cả nhà mình. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.